Và buổi sáng ngày hôm nay, đại diện 3 đội là U19 Australia, U19 Triều Tiên và U19 Hồng Kông đã tham dự buổi họp báo trước vòng loại bảng G giải U19 châu Á năm 2018. Đội tuyển U19 Australia tham dự vòng loại với lực lượng mạnh, trong đó có 3 cầu thủ đã từng góp mặt tại vòng loại U16 châu Á diễn ra tại Ấn Độ. Trong khi đó, đội tuyển U19 Triều Tiên đã có 3 tháng tập huấn trong nước để chuẩn bị cho giải đấu này. Huấn luyện viên trưởng Ri Chon cho biết, chúng tôi mới đến Hà Nội tối hôm qua và có ấn tượng ban đầu rất tốt về cơ sở vật chất cũng như sự đón tiếp của các bạn. Cá nhân tôi mong đợi chúng tôi sẽ giành chiến thắng để hoàn thành chỉ tiêu vượt qua vòng loại. Với U19 Hồng Kông, dù rơi vào một bảng đấu khó khăn khi phải chạm trán những đối thủ mạnh, tuy nhiên, với việc đội tuyển quần đảo U19 Bắc Mariana xin rút khỏi giải, họ đương nhiên bị đánh giá là đội yếu nhất bảng. Nhưng ông Lock Kenneth lại tỏ ra khá quyết tâm khi chia sẻ về mục tiêu vượt qua vòng loại. Dự kiến các trận đấu tại vòng loại bảng G sẽ diễn ra vào 3 ngày mùng 4, mùng 6 và mùng 8 tháng 11 trên sân số 3 Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam và được mở cửa miễn phí cho khán giả đến sân theo dõi.